Các bạn có thấy những gì mình thấy không? Một con chim nó làm tổ trên đầu con trâu như vậy mà con chim nó cũng nghĩ ra được, đúng là loài chim này thông minh thật đấy các bạn ạ. Con trâu thì cứ ăn, còn con chim thì có cái tổ quá chắc chắn luôn. Không biết khi con chim này đi ăn lỡ con trâu chạy đi đâu đó, rồi sao con chim nó tìm lại được cái tổ nữa ta, ha ha.